Xin kính chào bà con. Nơi anh cá đấu mới giới thiệu với cái bà con là một trong những cái dàn lưới dù mà A Đấu đang làm và hôm nay là đóng đi cho khách trên toàn quốc. Thì trên màn hình bà con thấy thì có những dàn lưới dù này nó đa kích thước đa dạng và chiều cao cũng rất là đa dạng. Trước mắt bà con đây thì là dòng lưới dù cao 3m, kích thước lưới là 3/6 phân. Nói về cái kỹ thuật thắt thì là A Đấu đã giới thiệu rất nhiều lần, thì bà con cứ nhìn trên màn hình bà con thấy được là cái dòng lưới này A Đấu làm rất là kỹ càng, chất rất là chất lượng. Tiếp theo thì là giới thiệu với bà con cái dòng lưới dù cao 2m. Đấy, dòng lưới dù cao 2m. Bà con xem. Kích thước lưới là then 5 10 phân. Đây là dòng then 5 10 phân, cao 2m. Tiếp theo nữa là dòng lưới dù cao 1,5m. Ví dụ cao 1,5m. Đấy, cái này nó là then 6 nha bà con nha. Then 6 nha, đút một bàn tay rộng. Cao 1,5m. Còn tiếp theo nữa là dàn lưới dù cao 5m. Cao 5m. Còn nó đây là then 8 cơ, nó 16 phân cơ, đút một bàn tay banh rộng. Thì bà con thấy đấy, thì A Đấu làm sản phẩm nó rất là đa dạng cho bà con. Tất cả các loại thông số như chiều cao, chiều dài, kích thước mắt lưới, đánh chìm, đánh nổi, vân vân. Bà con cần làm như nào thì cứ nói A Đấu sẽ làm cho bà con theo đúng cái tiêu chuẩn cho bà con. Ngoài cái dòng lưới dù này ra thì còn có dòng lưới cước, các loại trải quăng, lưới quét dù, lưới quét gạn ao, lưới quét vú, lưới bao lục bình và một số các sản phẩm đánh bắt khác nữa cho bà con. Thì đây là những cái sản phẩm mà đóng hàng đi cho bà con trên toàn quốc. Nói chung là đa dạng sản phẩm, bà con cần thì cứ liên hệ với A Đấu sẽ tư vấn thêm cho bà con. Và qua cái video này A Đấu mong muốn rằng là bà con đăng ký cái kênh của A Đấu để theo dõi nhiều cái video hay nữa. Xin cảm ơn bà con.